quay ra ngoài đường luôn kìa. Theo hình ảnh người dân ghi lại, mỗi lần mưa to, một lượng nước từ trên đỉnh dốc đổ xuống nhanh và nhiều. Do không có lối thoát, nước kèm đất bùn chảy tràn lên mặt đường và tràn vào sân, nhà, vườn của một số hộ dân. Nước chảy xiết tiềm ẩn nguy cơ sói lở lề đường, gây mất an toàn đối với người tham gia giao thông. Đỉnh căn nước, đất tràn vào sân nhà, anh Hiên đã phải làm nhiều bao đất kè chắn. Tuy nhiên, theo anh Hiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Thi công để lỡ dở đất dưới nước, nó tấp hết xuống cả khu người dân này. Mưa lớn là nhà này ngập nước luôn. Người dân kiến nghị là các nhà thầu, các chính quyền có cấp là phải nghiên cứu làm sao cho người dân, cho khu đây đỡ bị ảnh hưởng nặng như vậy. Một trong những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất là hộ chị Luyến. Những lúc mưa nặng hạt, nước tràn vào sân, nhà gây nguy cơ sói lở. Theo chị Luyến, hiện khu vực phía đỉnh dốc đang được đầu tư mở rộng đường. Phần lớn lượng nước từ đỉnh dốc sẽ chảy dọc theo hệ thống mương thoát nước xuống dưới. Nhưng điểm cuối của hệ thống mương không có ống thoát nên nước tràn vào nhà, rẫy cà phê, hồ tiêu của người dân. Nhà tôi tự lắp cống từ chỗ này tổng là 4 cái cống. Nhưng mà do lượng nước mưa càng ngày càng nhiều, vừa rồi là nó vừa ngập cả cống luôn, ngập luôn lên cả cái đường vô nhà, nên là nhà tôi phải tự thuê xe múc tới để múc cống lên để cho cái lượng nước nó chảy thoát ra khỏi, chứ ngập hết nửa nhà. Chúng tôi có làm đơn kiến nghị nhưng mà chưa được giải quyết. Vậy mong chính quyền, ban lãnh đạo huyện sớm đầu tư để có mương thoát nước để cho người dân an tâm để sinh sống. Ông Phạm Ngọc Thanh ở thành phố Giang Nghĩa có đất dọc tuyến đường này bức xúc vì mỗi lần mưa to, nước lại chảy tràn vào vườn gây sói lở. Theo ông Thanh, con đường nhựa từ trường trung học phổ thông Đắc Cờ Long đến trung tâm y tế huyện bắt đầu xây dựng cách đây khoảng 10 năm và đến năm 2017 thì hoàn thành. Đây là con đường có độ dốc lớn nhưng hệ thống thoát nước đầu tư thiếu đồng bộ. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị việc nước ngập lên các cấp chính quyền, các đơn vị chức năng cũng đã xuống kiểm tra thực tế, tổ chức họp lấy ý kiến người dân, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Tất cả toàn bộ vườn của tôi là đất từ trên công trình chảy hết vào đây, đấy, trực tiếp đây, các đồng chí nhìn này. Thế rồi máng nước này tôi tự làm hết. Tôi đã từng quay đưa lên các đồng chí trên lãnh đạo trên huyện, gửi cả ban dự án mà đến bây giờ cũng không có trả lời, mà tôi vừa rồi tôi phải đưa máy về tôi làm đấy. Trước những phản ánh kiến nghị của các hộ dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Cờ Long, ông Trần Nam Thuần cho biết đã giao các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện khảo sát, lập hồ sơ và đề xuất bố trí kinh phí xây dựng hệ thống mương thoát nước dọc con đường từ trường trung học phổ thông Đắk Cờ Long đến trung tâm y tế huyện với nguồn vốn dự kiến khoảng 3 tỷ đồng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Cờ Long cũng cho biết khi được bố trí vốn, huyện sẽ triển khai làm sớm để không ảnh hưởng đến các hộ dân dọc con đường trên.